Xin chào các bạn, đây là sa mạc lớn nhất tại Trung Quốc. Nói đến sa mạc thì nhắc đến nắng nóng, nhưng sa mạc này từng ghi nhận nhiệt độ lạnh, lạnh hơn rất nhiều so với tất cả những mốc nhiệt độ từng được ghi nhận tại Việt Nam chúng ta, và thậm chí có tuyết dày đến gần 4 cm. Sa mạc này cũng thu hút hàng nghìn người đến đây để tắm trong lớp cát nóng của nó. Và sa mạc này cũng ẩn chứa rất nhiều những câu chuyện kỳ bí của thời gian, những câu chuyện lịch sử, những câu chuyện gắn liền với con đường tơ lộ huyền thoại. Chào mừng đến với sa mạc Chalamakan. Chalamakan hay phiên âm Hán Việt là Tháp Khắc Lạp Mã Can, còn được gắn liền với những danh xưng như là nơi tàn tích hay là biển chết. Đây là sa mạc lớn nhất ở Trung Quốc. Nó nằm giữa dãy núi Thiên Sơn và núi Côn Lôn. Sa mạc Chalamakan là một cái bẫy chết người, không có nước, lượng mưa trung bình hàng năm chỉ khoảng 1 cm. Truyền thuyết nói rằng bạn có thể vào sa mạc Chalamakan nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ ra được. Nhưng người Trung Quốc hiện đại đã dần thay đổi quan điểm đó. Sa mạc này chiếm khoảng 20% tổng diện tích đất đai của Tân Cương, và toàn bộ sa mạc từ đông sang tây dài 1.000 km và từ bắc chí nam rộng 400 km. Tất nhiên, sa mạc này không phải là một hình chữ nhật đều chằn chẵn, và nó có diện tích là 330.000 km2, có nghĩa là tương ứng với diện tích của toàn bộ nước ta. Người ta cho rằng cái tên Chalamakan bắt nguồn từ ngôn ngữ của người Duy Ngô Nhĩ, nó có nghĩa là có thể vào nhưng mà không ra được. Và một lý giải khác đó là Chalamakan còn có ý nghĩa là nơi đổ nát. Dù theo nghĩa nào đi chăng nữa thì Chalamakan đều là một nơi cực kỳ khắc nghiệt với con người. Tuy là sa mạc nhưng mà Chalamakan có ý nghĩa rất là quan trọng với người dân địa phương, bởi đây là vùng đất chứa đầy những điều bí ẩn và huyền sử. Theo một truyền thuyết của người Duy Ngô Nhĩ từ thuở xa xưa, thì có một vị thần đã chứng kiến nỗi vất vả của người dân ở khu vực này, và ông nghĩ rằng có thể giang tay cứu vớt họ bằng việc sử dụng hai bảo bối, đó là chiếc rìu vàng và chiếc chìa khóa cũng làm bằng vàng. Con người xưa kia khi mà không hiểu điều gì thì người ta thường tìm đến thần linh để giải thích. Vị thần đã trao cho người Kajak chiếc rìu vàng, và người Kajak đã dùng nó để xẻ đôi những ngọn núi, dẫn nước từ trên núi về đồng ruộng. Kết quả là người Kajak có một cuộc sống phồn thịnh. Người Kajak ở đây chính là những người tạo ra đất nước Kazakhstan. Và vị thần đã quyết định trao chiếc chìa khóa bằng vàng cho người Duy Ngô Nhĩ để họ có thể mở cánh cửa kho báu của vùng lòng chảo Tarim. Nhưng mà thật không may, con gái của vị thần đã làm mất chiếc chìa khóa. Vị thần đã nổi giận, giam cô gái vào vùng lòng chảo này, và từ đó thì sa mạc Chalamakan đã hình thành. Tất nhiên, đó chỉ là những câu chuyện thần thoại. Nhưng có một thực tế là vùng sa mạc Chalamakan từ xa xưa đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong giao thương giữa Trung Quốc và các nước phương Tây, Trung Quốc và các nước châu Âu. Và đó có sự kết nối giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Kazakhstan. Vậy thì nhiệt độ trên sa mạc Chalamakan khó chịu như thế nào? Vâng, là một sa mạc thì nó gắn liền với nhiệt độ nóng rồi, và nhiệt độ vào mùa hè thì trên dưới 50 độ C, thậm chí là cao hơn. Nhưng Chalamakan có nhiệt độ vào mùa đông thì cực kỳ lạnh, và mức thấp nhất từng được ghi nhận đó là âm 32 độ C, thật không thể tin nổi. Âm 32 độ C trên sa mạc vào tháng 2 của năm 2008, khi toàn bộ sa mạc lúc này được bao phủ bởi một lớp tuyết. Lớp tuyết này dày gần 4 cm. Và không chỉ có vậy, đây còn là sa mạc dịch chuyển lớn thứ hai trên thế giới. Nơi đây có những cồn cát cao đến 100 m, và trong những trường hợp đặc biệt có những cồn cát đạt đến chiều cao gần 300 m. Đây không chỉ là sa mạc lớn nhất Trung Quốc mà còn là sa mạc dịch chuyển lớn thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau sa mạc Rukhari ở bán đảo Ả Rập. Sa mạc này ở bán đảo Ả Rập thì có diện tích rộng lên đến 650.000 km2, tức là lớn gấp đôi so với sa mạc Chalamakan. Tại sao lại vậy? Bởi vì các đụn cát trong sa mạc thì luôn nối tiếp nhau, chịu tác động rất lớn của gió nên nó thường xuyên di chuyển. Cần phải lưu ý rằng tại sa mạc Chalamakan, 1/3 số ngày trong năm sẽ xuất hiện bão cát. Do toàn bộ sa mạc chịu ảnh hưởng của những hướng gió khác nhau nên cát cũng liên tục di chuyển một cách không có kiểm soát, và có đến 80% lượng cát ở sa mạc này luôn dịch chuyển. Những cồn cát, những độn cát chuyển động chỉ là đặc trưng của sa mạc Chalamakan. Điều đó có thể khiến hình thành những cột bụi cao đến 4.000 m. Gió cũng thổi từ nhiều hướng khác nhau, và không chỉ cột bụi mà còn có cả những đám mây bụi bao phủ sa mạc Chalamakan, một lớp bụi gần như là xuất hiện quanh năm. Thế nhưng tại sa mạc Chalamakan vẫn có một khu vực người ta đến đây để tắm. Không phải là để tắm trong nước vì làm gì có nước, mà là để tắm ở trong cát. Đó là một sa mạc nhỏ cũng thuộc sa mạc Chalamakan. Sa mạc nhỏ hơn này có tên là Kumchak và cũng có biệt danh là Biển Chết.
Sa mạc này có diện tích là 2.500 km2 và là sa mạc nằm rất gần với khu dân cư bởi vì nó chỉ cách thị trấn Thiện Thiên 1 km. Và sa mạc này thì thuộc rìa của sa mạc Salamakan nên người ta cũng dễ dàng tiếp cận hơn. Cung Tát bây giờ đã phát triển thành một khu thắng cảnh thích hợp giữa tham quan và nghiên cứu khoa học và là nơi được người dân tìm đến đây để trị liệu bằng cát. Có rất nhiều người tìm đến sa mạc này vì tin vào phương pháp trị liệu đau nhức bằng cát nóng của người Duy Ngô Nhĩ. Hàng năm có hàng nghìn du khách đến với sa mạc Cung Tát để chôn mình dưới lớp cát nóng hơn 50 độ C. Họ tin rằng sẽ trị được những cơn đau nhức trên cơ thể. Nhiều người sẵn sàng ở đây từ một tuần cho đến cả chục ngày để vùi trong lớp cát nóng như vậy nhằm chữa khỏi bệnh của mình. Ngoài ra còn có những hoạt động khác dành cho những người đến đây mà không muốn vùi mình trong lớp cát. Ví dụ như là họ có thể trượt cát, cưỡi lạc đà. Và du khách thì được khuyến cáo là nên chuẩn bị sức khỏe thật tốt để có thể chịu được sự thay đổi thất thường về nhiệt độ giữa ngày và đêm ở sa mạc Cung Tát, một sa mạc cũng thuộc sa mạc lớn hơn ở Salamakan. Với một sa mạc khắc nghiệt như vậy thì con gì sẽ sống ở đây, cây gì sẽ mọc ở đây? Thảm thực vật hầu như là không tồn tại, còn hệ động vật ở Salamakan thì cũng rất là thưa thớt. Nếu có bất kỳ quần thể động vật nào thì nó hầu như chỉ xuất hiện ở phía rìa của sa mạc mà thôi. Ở sa mạc này thì một trong những loài hiếm hoi xuất hiện đó là lạc đà. Lạc đà ở đây là lạc đà hai biếu. Lạc đà hai biếu thì sống ở Trung Quốc, Mông Cổ, còn lạc đà một biếu thì hoàn toàn khác. Lạc đà một biếu chủ yếu xuất hiện ở các nước Ả Rập. Miệng của những con lạc đà này đủ khỏe để cho phép chúng ăn các loại thực vật có gai ở trên sa mạc, dù số lượng thực vật có gai cũng là không nhiều. Và những con lạc đà này cũng có cấu tạo rất phù hợp để thích nghi với đời sống trên sa mạc, tức là rất nóng vào ban ngày và rất lạnh vào ban đêm, rồi là nhiều gió, nhiều bão. Chúng có chân to và lớp da rất là dày trên đầu gối và ngực. Lỗ mũi thì có thể mở ra khép lại, các mắt được bảo vệ bằng lớp lông dày. Và biếu của lạc đà cũng rất đặc biệt. Nhiều người nghĩ rằng biếu lạc đà là kho dự trữ nước để giúp nó vượt qua hàng trăm km sa mạc nóng bỏng. Điều này thì không đúng. Biếu lạc đà thì hoàn toàn không chứa nước mà chứa những chất béo mà con vật tích lũy được trong quá trình nó ăn cỏ. Có thể nói biếu lạc đà giống như một cục pin dự phòng của nó. Nói về lịch sử thì sa mạc này gắn liền với con đường tơ lụa huyền thoại. Để vượt qua sa mạc Salamakan mà đi thẳng qua sa mạc, đi xuyên qua sa mạc thì rất là ngắn nhưng mà bất khả thi. Thế nên các thương nhân đã vạch ra hai tuyến đường khác, đều là những đường đi men theo vành đai của sa mạc Salamakan. Và ở đó có những ốc đảo dọc đường đi, đóng vai trò là những trung tâm thương mại, những trạm nghỉ chân trên con đường tơ lụa thuở xưa. Đã từ rất lâu thì những dấu tích khảo cổ vẫn còn cho đến ngày nay. Và người ta biết rằng ở sa mạc Salamakan đã từng tồn tại nhà cửa, đền đài giữa mênh mông biển cát như vậy. Tuy vậy, tất cả bao gồm cả những di tích quý giá đều đã bị cát chôn vùi. Những đô thị này đã bị lãng quên hoặc thậm chí là không còn trong suy nghĩ của dân gian. Cho mãi đến những năm gần đây, các nhà khảo cổ học mới dần khám phá ra những điều bí ẩn liên quan đến sa mạc Salamakan. Và giới khoa học dần nhận thấy bên dưới lớp cát kia là cả một thế giới cổ xưa. Nhà cửa, đền miếu, thành cổ Lâu Lan dần hiện sau những đợt khai quật và những xác ướp có niên đại cả 4.000 năm cũng được tìm thấy ở vùng này. Cuối những năm 1980 của thế kỷ trước thì người ta tìm thấy rất là nhiều xác ướp trong tình trạng được bảo quản rất tốt tại sa mạc Salamakan. Các xác ướp này được bảo quản tốt như vậy bởi vì gần như là không có độ ẩm. Các xác ướp này có những đặc điểm nhân chủng rất là khác lạ so với người Trung Quốc hiện đại. Họ có màu tóc hung, có cơ thể mang những đặc điểm của người châu Âu nhiều hơn là châu Á. Và chắc chắn một điều, họ không phải là tổ tiên của người Trung Quốc. Hơn nữa thì nhiều chuyên gia khảo cổ tin rằng các xác ướp này từng là thành viên của một nền văn minh cổ nào đó tồn tại trên con đường giao thương giữa Trung Quốc và châu Âu. Và điều đó có nghĩa là từ hàng nghìn năm trước khi con đường tơ lụa được hình thành vào thời nhà Hán thì đã có sự kết nối giao thương mạnh mẽ giữa Trung Quốc và châu Âu. Còn bây giờ, Trung Quốc cũng đã hóa giải được lời nguyền có đi không về ở sa mạc Salamakan. Quốc gia này đã hoàn thành tuyến đường sắt đầu tiên trên thế giới bao quanh sa mạc. Hiện nay thì việc băng qua sa mạc Salamakan rộng lớn đã trở nên dễ dàng hơn. Tất nhiên là công trình đường sắt của người Trung Quốc phải hứng chịu những trận bão cát rất lớn, đe dọa nghiêm trọng đến việc xây dựng và cả quá trình vận hành nữa. Để đối phó với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt thì người Trung Quốc đã triển khai chương trình chống sa mạc hóa bằng cách là trồng cây để ngăn cát chảy xuống che lấp đường ray. Khoảng 13 triệu cây đã được phủ xanh. Đồng thời, một hệ thống thủy lợi lớn cũng được xây dựng để bơm nước từ những hồ rất sâu dưới lòng đất và duy trì hệ sinh thái cho những cái cây được trồng tại đây. Và một trong những điểm dừng quan trọng nhất trên tuyến đường sắt sa mạc Salamakan đó là thành phố ốc đảo Kasga, một trong những ốc đảo có vị trí quan trọng nhất trên con đường tơ lụa.
Kashgar có dân số là 350.000 người, rất là đa dạng về mặt chủng tộc sinh sống, và Kashgar có lịch sử khoảng 2.000 năm. Người Trung Quốc không làm đường chỉ để đi du lịch hoặc là khám phá, mà công trình này tạo điều kiện để Trung Quốc tiếp cận nguồn khoáng sản khổng lồ. Ước tính dưới những cồn cát của sa mạc Talamakan là những mỏ dầu có thể đem đến những nguồn lợi béo bở cho Trung Quốc. Và đó là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện về sa mạc Talamakan. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin đừng nói lời chào tạm biệt từ sa mạc Talamakan, một sa mạc có nhiệt độ âm hàng chục độ C, nhưng ở một số khu vực nhất định của nó, một số thời điểm trong năm, vẫn có nhiều người đến đây để tắm, không phải là tắm trong nước, tắm trong tuyết, mà là tắm ở trong cát.